Trong một căn phòng nhỏ xinh, tràn ngập ánh sáng và những mảnh vải đủ màu sắc, Lily và Rose, hai cô bạn thân cùng đam mê thời trang, đang say mê tạo nên một thế giới thần tiên. Hôm nay, họ quyết định cùng nhau trang trí một bộ tiên cá đơn giản. Xong rồi! Bây giờ mình làm trang phục này theo chủ đề gì ta? À, chào Minh Chúc. Lily luôn mơ ước về những nàng tiên cá dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Cô nàng nhanh chóng chọn ra những mảnh vải màu vàng tươi sáng và bắt đầu thiết kế cho bộ cánh nàng tiên cá của mình. Wow, đẹp quá à. Mình sẽ làm tiên cá ngày nha. Trong khi đó, Rose lại bị thu hút bởi vẻ đẹp huyền bí của bầu trời đêm. Không! Tiên cá ngày xấu quá! Cô nàng chọn những tông màu xanh tím và bắt đầu vẽ lên những họa tiết hình sao và mặt trăng. Nhanh nè, mình làm tiên cá đêm đi. Tiên cá đêm xinh xẻo luôn á. Tiên cá ngày mới đẹp. Không, tiên cá đêm đẹp hơn. Mình nói là tiên cá ngày. Tiên cá đêm. Tiên cá ngày đẹp hơn. Đêm đẹp hơn. Mình nói tiên cá ngày cậu không nghe hả? Ăn nói xà lơ. Đêm đẹp hơn mà. Ngày. Đêm. Ngày. Đêm. Đêm đêm đêm. Cả hai cô gái hoàn thiện những bản thiết kế đầu tiên, một cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra. Lily cho rằng nàng tiên cá ngày sẽ đẹp hơn, còn Rose thì khăng khăng rằng nàng tiên cá đêm mới thật sự quyến rũ. Trời đất ơi! Cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt khiến cho cả hai đầu tóc rối bù, còn xung quanh trở nên hỗn loạn. Các em làm gì vậy? Dừng lại! Chuyện gì xảy ra vậy? À, dạ, tụi em. Tiên cá ngày mới đẹp. Không, tiên cá đêm đẹp hơn. À, thôi được rồi, cô tính vậy. Bây giờ các em trang điểm, thay đồ để hóa trang thành tiên cá ngày và đêm. Còn cô sẽ coi ai đẹp hơn. Dạ. Dạ. Sau khi nghe được câu chuyện của hai bạn, cô Sophie đã đưa ra một ý tưởng vô cùng sáng tạo, đó là tổ chức một cuộc thi thời trang, thiết kế trang phục cho tiên cá ngày và tiên cá đêm. Các em có 2 tiếng để hoàn thành phần thi của mình. Bắt đầu. Cả Lily và Rose đều vô cùng hào hứng với ý tưởng này. Sau khi liếc nguýt nhìn nhau, cả hai trở về khu vực và bắt đầu chọn nguyên vật liệu cho trang phục của mình. Lily nhanh chóng bắt tay vào việc, cô nàng khéo léo cắt may những mảnh vải màu vàng rực rỡ. Rose, sau khi ngắm nghía cẩn thận, cô nàng đã quyết định chọn mảnh vải màu tím là màu sắc chủ đạo cho trang phục nàng tiên cá đêm của mình. Lily đang may thì vải vụn từ bên chỗ Rose bay tới làm cho kẹt máy. Cô khựng lại, nhìn tấm vải vàng của mình bị hỏng. Cô tức giận, ném nó về phía của Rose. Rose đang tập trung cắt may thì bị tấm vải bay vào đầu, làm cho cô vô cùng bực bội. Sau một hồi miệt mài làm việc,
Cuối cùng, cả hai cô gái cũng đã hoàn thành xong phần trang phục yêu thích của mình. Lily hoàn thành bộ trang phục nàng tiên cá ngày với họa tiết mặt trời rực rỡ và bắt mắt. Còn Rose với thiết kế nàng tiên cá đêm, lung linh lấp lánh trăng sao của bầu trời đêm huyền diệu. Mỗi cô gái có một sở thích riêng, một phong cách riêng. Ai cũng đều cho rằng trang phục của mình là xịn nhất, đẹp nhất nên không ai chịu nhường ai. Bây giờ các cô nàng sẽ bước vào công cuộc trang điểm sao cho phù hợp nhất với trang phục đã chọn của mình. Rose chọn tông màu trang điểm xanh tím cho trang phục tiên cá đêm. Còn Lily chọn tông màu vàng chủ đạo cho phù hợp với bộ trang phục tiên cá ngày. Cuối cùng, Rose cũng đã hoàn thành xong phần trang điểm với gam màu xanh. Cô nàng không quên đeo vòng cổ hình mặt trăng, đội cả vương miện hình trăng sao để tô điểm cho trang phục. Lily cũng vậy, cô nàng cũng đã hoàn thiện xong phần trang điểm cho chủ đề nàng tiên cá ngày. Khi cả hai đã hoàn thành xong tác phẩm của mình, họ đều vô cùng tự hào. Lily và Rose cùng khoác lên mình những bộ đồ trang phục do chính mình thiết kế và trang điểm thật xinh xắn. Lily với hình ảnh một nàng tiên cá rạng rỡ dưới ánh mặt trời, còn Rose thì như một nàng tiên cá bí ẩn dưới ánh trăng. Nhìn như con cá đuối thầy gớm. Còn cậu là đồ xấu xí và con cá nóc. Vậy cậu đang nói ai vậy hả? Tôi nói cậu đó rồi sao? Và cứ như thế, cuộc chiến tranh giữa cả hai cô gái lại tiếp tục bắt đầu. Đáng đời. Sao cậu dám? Thằng sao? Và cứ thế, hai cô gái cứ thay phiên tàn phá lẫn nhau. Lily, cậu làm gì vậy? Đồ của mình nè. Để tôi coi, cậu còn cười được nữa không? Cậu thiệt là quái đáng. Cuộc đấu đá ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Cả hai cô gái bắt đầu lao vào nhau, đánh nhau chí chóe. Họ cào cấu nhau cho tới nỗi đầu tóc đã rối mù, khung cảnh xung quanh thì hỗn loạn. Họ ném về phía đối phương tất cả những gì họ có thể tìm thấy được. Ôi, cậu dám phá tôi hả? Cuộc đánh nhau cãi vã cứ tiếp tục kéo dài cho tới khi cô Sophia phát hiện. Các em xong chưa? Dừng lại! Cô! Cô rất thất vọng về hai đứa. Hai đứa còn đánh nhau nữa. Cô đuổi học hết kia chưa? Cô đừng mà cô. Đừng mà. Cô.
bị đuổi hả? Tụi mình giúp nhau làm lại đi. Bỏ lại sau lưng tất cả những mâu thuẫn, Lily và Rose đã quyết định phối hợp cùng nhau. Mỗi người một tay cùng giúp cho đối phương chỉnh chu lại trang phục và đầu tóc gọn gàng. Cuối cùng, cả hai bộ trang phục đều trở nên hoàn hảo. Cô Sophie đến xem và không khỏi ngạc nhiên trước tài năng của hai cô học trò. Cô khen ngợi cả hai vì đã tạo ra những tác phẩm thật độc đáo và sáng tạo. Wow! Lily, bộ đồ của em thật là tuyệt vời. Dạ. Rồi ơi, bộ đồ của em cũng amazing. Good job em. Trời ơi, cả hai bộ đồ đều rất là hoàn hảo. Cô thiệt là tự hào về các em. Dạ, cảm ơn cô. Lily, mình xin lỗi vì đã phá cậu trước đó nha. Không sao đâu Rose, mình cũng có lỗi mà. Vậy từ bây giờ chúng ta hòa thuận với nhau nha. Ngoan quá, ngoan quá đi. Từ đó cả hai đã trở thành những người bạn thân thiết hơn bao giờ hết. Phê và Mike rất là yêu cái màn đen và tất cả những gì thuộc về nó. Từ ông mặt trăng đến những vì sao lấp lánh trên bầu trời và cả những sinh vật sống về đêm. Xin mời mọi người hãy tham gia cuộc thi biến hình ngày và đêm dành cho cặp đôi. Và cặp đôi chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Wow. Dạ, chào chú. Hello. Hả? Chú ơi, tụi con muốn tham gia. Ok. Chúc mừng. Cặp đôi đêm của chúng ta sẽ chiến thắng. Đối lập lại với búp bê và Mike, Henry và Susie lại yêu thích tất cả những gì thuộc về ban ngày. Các bạn làm gì vậy? Sao? Cặp đôi ban đêm của tụi mày xấu quá. Cặp đôi ban ngày mới đẹp. Nói gì vậy? Cặp đôi ban ngày mới đẹp nghe chưa? Đúng rồi. Ban ngày. Ban ngày. Ban đêm. Ban đêm. Ban đêm. Thôi. Mỗi cặp hãy tự về nhà trang điểm phong cách ngày và đêm và tới đây tham gia nha. Dạ chào cô chủ. Trang điểm cho tôi phong cách cặp đôi ngày thật là độc lạ. Ok. Dạ xong rồi thưa cô chủ. Trong khi Henry và Susie có nhà tạo mẫu lo hết tất cả trong quá trình biến hình của họ, thì búp bê và Mike chỉ có thể tự lực cánh sinh vì họ nghèo rớt mồng tơi.
Nhưng điều đó không hề làm họ nản chí. Họ vẫn tận dụng tất cả những gì mà căn nhà nghèo nàn rách nát của mình có. Để em làm lại cho anh. Chạy em xíu. Được không cô chủ? Cái này thì sao? Wow, chốt đơn luôn. Thôi thôi. Wow. Wow, nhìn búp bê và Mike không hề thua kém Henry và Susie. Đến cô thầy thôi. Nhìn kìa, lại là tụi nó. Ok. Sợ rằng mình sẽ bị thua cuộc, Henry và Susie nghĩ ra một kế hoạch xấu xa để pha đám búp bê và Mike. Sao mấy bạn làm vậy? Để xem tụi bay sẽ thắng bằng cách nào. Wow, chào mừng mọi người đến với cuộc thi biến hình ngày và đêm dành cho các cặp đôi. Và đây là cặp đôi đầu tiên, Susie và Henry. Ê, đi thi thôi. Trời ơi, Susie, đi. Dù bị chơi xấu, nhưng búp bê và Mike không hề nản lòng. Bằng sự thông minh và khéo léo của mình, họ đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời để lật ngược tình thế. Trời ơi, quá dữ quá, số đi 70 đi.
điểm. Xấu quá. Anh trời, cái gì mà xấu rửa trời, thấy ghê quá. Xấu đi, xấu nè. Ê, xấu đi. Đúng rồi đó, xấu quá. Bà ơi, xấu quá, chơi quy hôn luôn á. Thì sự không biết sao có cái đảo đi thuyền luôn á. Và cặp thí sinh tiếp theo, búp bê và Mike. Ê, hey, hey, búp bê, đi thôi. Trời, mong là đừng có xấu như cặp này nha trời. Nghĩ sao mà tụi nó đi thi được. Ủa, vụ gì vậy? Đúng á. Sao nó lộng lẫy quá vậy? Amazing, good job. Oh, hay quá, mười hay điểm, quá. Mười điểm. Wow. 100 điểm. Chúc mừng búp bê và Mike đã là người thắng cuộc. Búp bê và Mike đã chứng minh được rằng chỉ cần họ có thực lực và sự trung thực, họ sẽ giành chiến thắng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hai mẹ con Búp Bê và Emma mưu sinh bằng việc nhặt ve chai để kiếm sống qua ngày. Tuy đang mang bầu, nhưng mỗi ngày Emma đều phải làm việc vô cùng vất vả. Mẹ ơi! Bỗng nhiên, một tai nạn bất ngờ xảy ra. Chiếc xe rác bị lật sang một bên, làm mẹ Emma cũng vì vậy mà đau đớn. Mẹ đau quá. Nãy con đưa mẹ đến bệnh viện nha. Bỏ lại chiếc xe rác cũ kỹ bên đường, Búp Bê dìu mẹ đi về phía của bệnh viện. Bác sĩ ơi, bác sĩ khám cho mẹ con với. Tuy nhiên, vị bác sĩ với vẻ mặt khinh thường chỉ hất mặt về phía khu vực dành cho bệnh nhân nghèo và cộc cằn ra lệnh. Qua bên kia. Búp Bê và Emma nhìn theo hướng của bác sĩ chỉ, cảm thấy buồn bã và chán nản. Họ đành lủi thủi bước đến chiếc giường nghèo dành cho mình. Bỗng, một tấm thảm đỏ lộng lẫy trải dài từ cửa phòng bệnh đến bàn của bác sĩ. Ánh hào quang chói lóa làm tất cả mọi người phải che mắt lại. Từ phía cửa, Katie, người phụ nữ giàu có, đang tiến vào phòng. Katie lộng lẫy với vòng vàng và những kim cương. Cô ấy ngồi trên chiếc xe lăn giác vàng, được y bác sĩ đi kèm ân cần chăm sóc. Cẩn thận nha chị ơi. Bồi dưỡng nè. Wow. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Katie và Suzy nhăn mặt, bày tỏ sự kinh tởm trước sự nghèo nàn, áo phá và mùi hôi từ nhà của Emma. Ôi là trời á, cái gì mà thúi dữ vậy? Gái ơi, họ còn thể hiện sự kêu căng và coi thường mẹ con Emma bằng hành động xịt nước hoa hàng hiệu xung quanh. Sau đó thì tạt thẳng vào mẹ Emma và Búp Bê.
Hành động này không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng mà còn khiến cho Emma và búp bê ướt nhẹp khó chịu. Nè, cái cô kia, cô làm cái gì vậy? Tôi thích vậy á. Trời sao? Cô thật là quá đáng mà. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Bác sĩ ơi, khám cho mẹ con với bác sĩ, mẹ con bị đau lắm, bác sĩ khám cho mẹ con đi. Khám cho tôi trước. Ủa, alo, bác sĩ, con kêu trước mà. Dễ thương quá. Để tôi cho chị coi cái này nha. Màn hình siêu âm hiện đại cho thấy hình ảnh em bé khá đi ngậm tí giả vàng, đeo vòng vàng, lôi nối vàng, cầm súng bắn tiền, thể hiện sự giàu sang tột bậc của gia đình Katie. Tuyệt vời. Bác sĩ khám cho mẹ con đi. Im lặng coi. Dễ thương quá à. Trời ơi coi nè. Cuối cùng thì bác sĩ cũng chịu tới chỗ của mẹ Emma để khám. Màn hình TV cũ kỹ chỉ hiện hình ảnh em bé Emma trắng đen và vô cùng nghèo nàn trong trang phục rách rưới. Điều này thể hiện cho sự nghèo nàn và thiếu thốn của gia đình Emma. Tới lúc này thì bé con nhà Emma cũng nũng nịu đòi ăn rồi. Thấy đi, chỉ với một cái búng tay ra hiệu, ngay lập tức một đầu bếp nhanh nhậu xuất hiện, đẩy tới một chiếc xe đẩy với đầy ắp thức ăn. Đâu có chủ. Chúc cô chủ ngon miệng. Ok. Nè, đói lắm đúng không? Bé. Dạ. Bé. Tiếng nhai ngon lành như một lời khiêu khích cay nồng dành cho Emma và Bobby, hai kẻ đang phải ôm bụng chịu đói. Để tiếp tục cười nhạo, Kenny và Suzy với tốc độ nhanh như chớp gặm nhấm hết hai cái đùi gà trong chớp mắt rồi phước xương qua nhà của Bobby. Nè, làm rất thi ố về quá rồi nha. Cho đồ ăn mà còn chê nữa hả? Cho ăn rác nè. Sau đó thì Katie và Suzy tiếp tục ném rác và xương thừa từ trên bàn ăn xuống nhà của búp bê. Nhìn thấy sự thảm hại tê tua của mẹ con nhà búp bê, mẹ con của nhà Suzy phá lên cười vì vui sướng. Còn đây là Eric, vừa xảy ra sự cố với chiếc cổ bó bột. Móc ví tiền ra để thanh toán, anh ta chỉ có thể tìm thấy một đồng xu duy nhất còn sót lại ở trong ví. Trong khi cố gắng nhặt lại chiếc đồng xu duy nhất, những tia sáng lấp lánh từ trong phòng bệnh nhân đã chiếu thẳng vào mắt của anh ta. Khi anh ta ngó vào, nhìn thấy Katie và Suzy đang đeo nhẫn kim cương đầy tay và dây chuyền vàng lấp lánh, ý tưởng bắt đầu nảy ra. Wow! Nhìn thấy một vị bác sĩ đi ngang qua, Eric đã chút thuốc mê và giả làm bác sĩ bước vào phòng bệnh.
Chào. Chào bác. Tôi cần khám sức khỏe cho chị. Eric nham hiểm ngó Katie và Susie. Ánh mắt của hắn ta như tia sét rọi vào sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ của Katie. Lợi dụng sự sơ hở, Eric đã nhanh tay tháo sợi dây chuyền trên cổ của Katie. Nhưng hành động này đã bị Susie chứng kiến và hét toáng lên. Ăn trộm! Chính xác. Ông kia, trả lại đây. Không được, đứng lại. Mẹ con Emma không thể nào để cho Eric bỏ đi một cách dễ dàng. Búp bê vớ lấy cây truyền nước ở gần giường, ném vào mông của Eric, làm hắn ta đau đớn. Dám cản đường tao hả? Tao sẽ cho hai mẹ con mày biết đây. Lúc Eric định lao vào tấn công mẹ con Emma, cô ấy đã lôi hai cục xương gà bay phun phút và cắm thẳng vào hai lỗ mũi của tên trộm. Tới số mày rồi. Tức giận tột độ, Eric rút ra chiếc gậy bóng chày và xông lên tấn công. Poppy và Emma loay hoay tìm cách để chống trả. Họ vội vàng ném một chiếc tivi về phía của Eric. Và cũng may, chính cách này đã hạ gục được tên Eric gian xảo. Gia đình Emma đã chiến thắng tên trộm Eric nhờ sự đoàn kết và mưu trí của mình. Đi. Chị, cảm ơn chị đã cứu mẹ con tôi nha. Tôi xin lỗi vì đã đối xử không tốt với hai mẹ con chị. Không có gì đâu, chúng ta an toàn là tốt rồi mà. Vậy từ nay gia đình của mình sẽ là bạn của nhau nha. Búp bê học sinh bình thường. Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá. I love you. Búp bê là một cô bé mọt sách, say mê đọc những câu chuyện về những người nổi tiếng, luôn ước mơ một ngày nào đó mình cũng được như vậy. Trên đường đến trường, búp bê vô tình nhìn thấy Susie, một người nổi tiếng đang được đám đông vây quanh, hân hoan chụp hình và xin chữ ký. Trong lòng của búp bê trào dâng lên một ước mơ mãnh liệt. Trời, đẹp gái quá đi. Ôi, xinh quá, xinh quá. Susie, tặng cho con nè. Ủa, trời ơi, xinh quá. Susie, học sinh nổi tiếng. Trời ơi, chụp tiếp, chụp tiếp. Ước gì mà được nổi tiếng như bạn ấy ha. Bỗng nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra. Búp bê bỗng trở nên xinh đẹp rạng ngời, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Wow! Wow! Trời ơi, người nổi tiếng kìa!
mình nè. Wow, vậy là mình trở thành người nổi tiếng thiệt rồi hả? Được các bạn vây quanh tặng quà, búp bê cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thích thú. Mọi người ơi, từ nay giờ con phải đi học rồi. Hẹn gặp lại mọi người sau nha. Đâu rồi, đâu rồi? Chưa chụp hình mà. Chắc đi thêm phút nữa. Trời ơi. Ê, khoan, khoan. Đứng đi nha. Trời ơi. Không phải đi học mà. Anh gì tầm này nữa. Chạy chờ rồi mọi người ơi. Chạy chờ. Lần đầu tiên trong đời, búp bê được mọi người chú ý và ngưỡng mộ đến như vậy. Nhưng điều đó lại dần dần mang lại rắc rối cho búp bê. Cô phải off Facebook mới được. Nè, nè, cười lên nè, cười. Búp bê, vô, 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 vô. Lẹ lên. Cô kéo vô. Ôi, búp bê, đi giữa cô. Đi giữa cô nữa. Búp bê, cô chụp ơi, cô chụp hình nè. Đừng, búp bê là của tôi mà. Đừng có giận. Rồi, của tôi mà. Búp bê. Búp bê, búp bê. Chụp hình với tôi nha. Chụp hình đây. Ôi, chạy luôn kìa. Thần tượng búp bê. Thưa quý vị, ngay sau đây tôi sẽ phỏng vấn thần tượng búp bê, người nổi tiếng nhất thế giới. Ủa, chạy kìa, tấn công mà. Và cứ như vậy, búp bê chưa giây phút nào được yên ổn. Đi tới đâu là bị vây quanh tới đó. Điều này làm cho búp bê vô cùng hoảng sợ, phải chạy trốn. Cuối cùng, búp bê trốn vào một căn phòng. Nhưng cả ngay ở đây, búp bê cũng không được yên bình. Búp bê, búp bê, búp bê, búp bê, búp bê, búp bê, búp bê. Bởi vì đằng sau bức tranh kia cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Chào thần tượng, tao thích cô lắm á. Trời đất ơi, cô đẹp quá. Tôi là tôi hơi bị u mê cô nha. Nhìn nè, nhìn hình cô nè. Và thậm chí là đã có người nấp sẵn trong tủ quần áo nữa. Trời ơi, gặp được thần tượng rồi. U mê, u mê. Chị của tôi mà. Trời ơi, của tôi nhà, đứng tôi nước nhà. Lại được hết, chị tôi. Và sau đó là một đám đông người hâm mộ xông vào. Búp bê, búp bê ơi. Búp bê, búp bê ơi. Sau một tiếng hét cầu cứu, cuối cùng búp bê cũng tỉnh lại. Hú hồn hú vía, ra là mơ ta. Không có gì đâu, không có gì hết. Thôi mình chụp hình tiếp đi. Thôi, cười lên ơi, cười lên Susie ơi, Susie. Đúng là làm người nổi tiếng không có dễ dàng gì hết trơn á. Thay vì mơ ước những điều xa vời, hãy trân trọng những gì mình đang có và sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Đưa đây, cô Bích mơ. Ta đấm mày bây giờ nha. Biết. Kẻ bắt nạt.
chỉ vài giây ngay sau đó, búp bê đã xác định được đối tượng tiếp theo sẽ trở thành nạn nhân của mình. Ê, cuốn sách của mình mà, trả đây. Giờ nó đây là của tao. Trả lại sách cho mình. Bỏ ra coi. Búp bê, sao em cứ bắt nạt mấy bạn hoài vậy hả? Không phải chuyện của anh, đừng xí vô. Mai mốt em sẽ bị nghiệp quật đó. Kệ em. Búp bê. Dù rất tức giận với búp bê, nhưng Mai chẳng thể làm gì. Cậu chỉ có thể ngao ngán nhìn bóng lưng em mình rời đi. Ê, ngon ha. Chỉ vừa mới đọc được vài trang đầu của quyển sách cô cướp được, búp bê đã xác định được đối tượng bị bắt nạt mới. Trà sữa của tụi mình mà, trả đây. Giờ nó là của tao. Trả lại trà sữa cho tụi mình đi mà. Dạ hả? Tụi bay lì. Sao cậu kỳ quá vậy búp bê? Mày nói ai kỳ cơ? Tụi bay coi chừng tao. Nhớ mà tao đó. Thôi đừng buồn nữa. Búp bê thật là quá đen. Hai cậu có sao không? Trong lúc đang tung tăng trên đường về nhà, nhâm nhi ly trà sữa cô vừa cướp được, búp bê bắt gặp một cô bé đang đứng chơi xe điều khiển từ xa một mình. Chẳng cần phải nói, cô bé đã rơi vào tầm ngắm của búp bê. Của em mà, trả lại cho em. Hả? Từ giờ nó là của tao rồi. Trả lại cho em. Búp bê mặc kệ cô bé tủi thân ngồi khóc dưới đất, vẫn mãi mê chơi chiếc xe điều khiển từ xa mà mình vừa cướp được. Tuy nhiên, cô lại không hề biết rằng lần này mình đã bắt nạt nhầm đối tượng rồi. Con kia, mày dám kêu người cứu hả? Tao sẽ cho mày biết tay. Mày dám đánh con tao hả? Dạ không, không. Ba, nó anh hiếp con á. Cho nó một trận đi. Để ba. Chú, chú, chú thả cho con đi chú. Mày chưa xong với tao đâu. Chú thề cho con đi mà chú, còn anh nỉ. Búp bê. Anh Mai, các bạn. Tụi bay là ai vậy? Sao phá tao hoài vậy?
Chu ơi, chú thả cho em con đi. Tụi bay tránh ra, tao phải cho nó biết tay. Tránh ra. Mày không thoát được đâu. Gì nữa vậy? Con sẽ bồi thường cho chú. Bồi thường? Chú thả cho em coi nha chú. Ba ơi, con thích chú. Hên cho tụi bay đó. Bữa nay tao dễ. Con gái, tất cả là của con. Búp bê, cậu có sao không? Mình không sao hết đó. Mình cảm ơn mấy cậu vì đã cứu mình nha. Cho mình xin lỗi vì đã bắt nạt mấy cậu. Mình hứa kể từ nay mình không như vậy nữa đâu. Không sao đâu, tụi mình đâu trách cậu đâu. Kể từ giờ chúng ta làm bạn nha. Búp bê cũng chỉ học được một bài học đáng giá, mà kể từ đó cô còn có thêm những người bạn vô cùng tuyệt vời. Búp bê đang vừa tung tăng đi trên đường, vừa mân mê chiếc gấu bông hình mẹ tiên cá của mình. Thì bỗng cô va phải Suzy giàu có đang đi ở hướng ngược lại. Con kia đi được kiểu gì vậy hả? Nhìn nè, búp bê của tôi cũng bị dơ mà. Sao mày dám nói với tao vậy hả? Mấy người làm gì vậy hả? Sao Hãy tham gia cuộc thi hóa trang chả hay bả chủ đề người cá nào. Hãy cùng tham gia để nhận phần quà hấp dẫn nha. Búp bê là người chiến thắng. Hai người làm gì vậy? Thích vậy không? Rồi sao? Cậu thật là quá đáng. Sao mày dám? Mày muốn đánh lộn tao? Chính ra chỗ khác. Được rồi, tôi sẽ chiến thắng cho mấy người coi. Để xem. Ta-da! Chào mừng mọi người đến với cuộc thi ngày hôm nay. Xin mời hai thí sinh chọn hộp trái hay phải. Alo. Hỗ trợ tôi. Dạ. Để chiến thắng cuộc thi một cách dễ dàng hơn, Suzy liền gian lận bằng cách sử dụng vệ sĩ của mình. Bên trái. Ok.
tôi chọn cái này. Suzy chọn hộp bên trái. Vậy là hộp bên phải sẽ là của búp bê. Để coi mình sẽ làm gì nào. Dù bị chơi xấu nhưng búp bê không hề nản chí. Cô liền tận dụng trí thông minh của mình cùng với những vật dụng có sẵn để bắt đầu hóa trang. Giờ sao cô chủ? Hành động đi. Dạ. Cho phải đi cậu chủ. Ok nha. Suzy chọn phải. Vậy thì bên trái là của búp bê. Và bây giờ vòng 2 xin được bắt đầu. Một lần nữa Suzy lại gian lận để lấy thuận lợi về mình. Nhưng liệu lần này Suzy có chiến thắng hay không? Ha!
Suzy liền nghĩ ra một kế hoạch độc ác khác. Một cô bé giàu có, cô không hề thiếu thốn bất kỳ một cái gì cả. Và hôm nay, cô quyết định đi mua sắm một chiếc trang sức và kim cương. Ngay khi cô vừa bước ra khỏi cửa hàng trang sức, cô đã rơi vào tầm ngắm của Tom, một tên cướp. Anh cướp, đứng lại. Bớ người ta ăn cướp. Đứng lại. Không đi chạy. Chúng mình xin lỗi, mình không lấy nữa. Cô cậu nè. Mẹ. Cảm ơn cậu nhiều nha. Mà cậu tên gì vậy? Mình tên là Liam. Còn mình là búp bê. Rất vui được gặp cậu. Cậu có muốn đi chơi với mình không? Dừng xe lại. Chặn tụi đó lại cho tôi. Cái thứ dơ bẩn như mày mà dám đụng vào con gái của tao hả? Mẹ ơi, đó chỉ là bạn của con thôi. Không có bạn bè gì với cái thứ nghèo nàn đó hết. Đi về nha. Búp bê ơi, búp bê. Liam ơi, dừng lại đi. Liam à. Mẹ cấm con chơi với cái tụi nghèo nàn đó. Nhưng mà mẹ. Im lặng.
Vừa nhớ nhung Liam, vừa buồn bã và tức giận, búp bê liền nghĩ ra một kế hoạch để đối phó với mẹ của cô. Liam ơi, cậu ở đâu? Liam! Hả? Cho mình xin lỗi chuyện hồi sáng nha. Không sao đâu mà. Để mình dẫn cậu đến nơi này rất là hay luôn nha. Nhìn bên kia kìa. Wow, chỗ đó đẹp quá à. Búp bê và Liam đã dành những giây phút vô cùng tuyệt vời bên nhau. Họ cùng đùa giỡn, cười nói và nhảy múa. Búp bê, đợi mình với. Búp bê ơi. Búp bê. Tụi nó kìa, dừng xe lại. Sao con nhóm cãi lời mẹ để đi chơi với cái thằng đó hả? Về nhà cho mẹ. Mẹ ơi. Bố mẹ. Liam. Liam. Liam ơi. Thả tôi ra. Đừng có khóc nữa. Mày đã bảo không được chơi với cái thằng nghèo nàn đó mà. Lái xe cái kiểu gì vậy hả? Nè, có biết lái xe không vậy mày? Mày bắn nước lên mặt tụi tao nè, mày biết không? Gì chứ giờ mấy anh muốn gì?
Để tao nói cho mà nghe, tụi tao là anh cướp. Đưa hết tiền đây. Đầu hàng đi. Ai mới phải đầu hàng con? Đưa tiền đây. Muốn chơi tao hả? Mày thế thì tao chịu. Ủa, ủa đi đâu vậy? Cái khờ, cứu tôi! Búp bê. Quá lạ, trốn rồi. Đứa nào mới vừa bắn tao? Thì ra là mày. Dám phở tụi tao hả? Bắt nó. Bằng sự dũng cảm của mình, Liam đã chiến thắng được hai tên cướp và thành công giải cứu mẹ con búp bê. Yeah, quá tuyệt. Cậu tuyệt vời quá Liam ơi. Cậu và mẹ có sao không? Tớ không sao, cậu thật là ngầu. Cảm ơn con đã cứu cô và con gái của cô nha. Cho cô xin lỗi vì đã đối xử tệ với con. Dạ, không có sao đâu, mọi người an toàn là tốt rồi. Mẹ sẽ không ngăn cản hai đứa làm bạn nữa. Thiệt hả mẹ? Thiệt hả cô? Con cảm ơn cô. Đúng rồi đó, hãy luôn làm bạn tốt nha. Mẹ ơi, để con giúp mẹ. Búp bê và mẹ có hoàn cảnh sống vô cùng khó khăn. Họ phải kiếm ăn bằng nghề quét rác. Đi thôi con. Dạ. Mẹ ơi, trà sữa ngon quá. Trong lúc đang đi trên đường, vì không chú ý, búp bê đã vô tình gây tai nạn cho gia đình mẹ con Suzy giàu có. Búp bê, con có sao không? Dạ, con không sao. Cái đồ nghèo khổ, làm dơ xe tôi rồi này thấy chưa? Về cho tôi xin lỗi, tôi sẽ chùi liền. Con, nhanh nào. Dạ tôi xin lỗi, tôi xin lỗi nhiều lắm. Tránh ra. Búp bê, con có sao không? Dạ không. Con quá đáng lắm rồi đó nha. Tôi dậy đó rồi sao? Cô muốn gì hả? Muốn gì cơ? Mẹ ơi dừng lại đi. Muốn gì cơ? Muốn gì hả? Tôi sẽ cho cô biết tay. Muốn gì hả? Sao cô dám? Mẹ ơi dừng lại đi.
Mẹ ơi, cứu con. Mẹ mẹ. Hai người có sao không? Tránh ra. Cái đồ nghèo khổ. Nè, cô đang làm cái gì vậy hả? Vậy nè, tôi vừa mới cứu cái người đó. Ai thèm. Cô biết tay tôi. Mẹ ơi, con mẹ ơi. Chạy đi. Yeah.
tụi tôi không sao. Ok, cả bốn người đều nhận ra rằng nếu như họ cứ tiếp tục chạy thì họ sẽ không thể nào thoát khỏi đám sát sống này. Vậy nên họ liền nghĩ ra một kế hoạch để đối phó với chúng. Vì đã xem thương hai người. Không có sao đâu, chúng ta an toàn là tốt rồi. Ra khỏi nơi này thôi. Và sau sự cố lần này, cả hai gia đình đã trở thành những người bạn tốt. Gia đình của Hello Kitty đang thu hút mọi ánh nhìn với điệu nhảy Hello Kitty sôi động và đáng yêu. Búp bê cùng ba mẹ đang đi dạo trên giường, bỗng nhiên tiếng nhạc sôi động từ sân khấu lọt vào tai của cô bé. Và rồi, cả gia đình búp bê tiến về sân khấu để cổ vũ cho gia đình Hello Kitty. Hòa vào niềm vui của người hâm mộ, cả gia đình búp bê nhảy theo điệu nhạc một cách hăng say, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Tuy nhiên, do quá háo hức nên họ đã va vào nhau và té ngã. Va chạm mạnh đã khiến cho ba mẹ búp bê văng ra xa, vô tình làm ngã các khán giả xung quanh. Cả gia đình Hello Kitty cũng không thể nào tránh khỏi tai nạn. Hả? Gia đình của Hello Kitty gặp nạn rồi kìa. Trời ơi, cả nhà có sao không? Thôi, đứng dậy đi. Ba, mẹ, có sao không? Hả? Cái gia đình này còn rắc rối thiệt. Đuổi họ đi nhanh đi. Ồ, đuổi đi. Đúng rồi đó. Đuổi họ đi đi. Chạy ra đi. Đi chỗ khác. Anh đi. Đi đi. Đi đi. Đi lẹ đây. Đi đi. Sự ngưỡng mộ của gia đình búp bê đối với gia đình Hello Kitty và khát khao được nổi tiếng như họ. Tuy nhiên, sự cố trên sân khấu đã khiến cho gia đình búp bê phải đối mặt với hậu quả nặng nề. Ước gì gia đình của mình trở thành gia đình Hello Kitty nổi tiếng hả? Bỗng chốc, chú gấu bông Hello Kitty phát sáng, điều ước của búp bê thành sự thật. Kitty, Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty, dễ thương quá đi. Kitty, Hello quá đáng yêu quá. I love you. Hello Kitty. Vậy là gia đình của mình trở thành gia đình Hello Kitty thiệt rồi. I love you. Hay quá trời. Quý vị à, để dịp khác mình chụp hình ha. Giờ tới giờ đi diễn rồi. Bye bye. Rồi hẹn dịp khác, Rồi bye bye. Tôi xin chụp tới đây. Rồi lịch trình tiếp theo của gia đình mình là đi lưu diễn toàn thế giới. Chiếc máy bay Hello Kitty khổng lồ lượn một vòng trái đất, mang theo ước mơ và niềm vui của gia đình búp bê đến mọi miền trên thế giới. Cùng với giai điệu sôi động của bài hát Hello Kitty, cả gia đình đi khắp mọi nơi, từ tháp Eiffel lung linh ánh đèn, tượng nữ thần tự do uy nghi, đến kim tự tháp tráng lệ. Họ đã mang tới niềm vui cho khán giả ở mọi nơi mà họ đến.
mẹ vui vẻ rời đi. Búp bê cũng hí hửng theo sau. Tuy nhiên, một tai nạn đã xảy ra khiến chân của búp bê bị chấn thương. Cơn đau nhức lan khắp cơ thể khiến búp bê ôm chân và rên rỉ. Ê, hey, các ngôi sao của tôi, mọi người sẵn sàng chưa? Đi thế nào? Búp bê, đi thôi con. Hả? Không, con không có đi đâu, chân con đau lắm rồi. Sao được, phải đi thôi. Không có được, chân con đau. Nhanh mà. Này con, không có đi đâu. Không, đừng mà. Đi nhanh. Đâu. Xin chào mọi người. Và sau đây là phần trình diễn của gia đình Hello Kitty. Màn nhung mở ra, sân khấu bừng sáng ánh đèn, tiếng nhạc sôi động vang lên. Nhưng lúc này, búp bê đã không còn nụ cười rạng rỡ như trước nữa. Búp bê cố gắng di chuyển theo điệu nhạc, nhưng chính những cơn đau đã gây ra phiền toái cho cô. Trời đất ơi, làm gì vậy? Trả tiền ở đây đi. Lừa đảo rồi. Trả tiền đi. Nhảy như vậy là nhảy dữ chưa? Trả tiền lại đây. Trả về cho tôi đây. Giỡn mặt hả? Trả tiền lại đây. Lừa đảo. Diễn cái mà kỳ cục quá. Trả tiền. Trả tiền. Trả tiền. Xuống đi. Xuống đi. Mẹ. 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 Chạy vào đường hả? Bắt lại. Trả tiền ở đây. Trả tiền không? Đừng mà. Trả tiền. Diễn kỳ cục. Trả tiền ở đây đi. Trả tiền lại cho tôi. À, tao sẽ nhốt mày lại. Đừng mà, đừng làm như vậy mà. Đừng mà. Búp bê, búp bê, búp bê, bị sao vậy con? Búp bê thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình chỉ là đang nằm mơ thôi. May quá. Ba mẹ vẫn là người bình thường. Con yêu ba mẹ. Con chỉ muốn ba mẹ là người bình thường như vậy thôi. Không có cần ba mẹ là Hello Kitty nổi tiếng gì nữa hết á. Búp bê nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải là danh tiếng hay tiền bạc, mà là tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Và một buổi sáng đẹp trời, Jim chở hai mẹ con đến cửa hàng mua sắm. Hai mẹ con đi mua sắm nha, anh đi làm luôn đi. Dạ, bye bye ba. Bye bye. Bye bye ba. Đi mẹ. Cục cứng hả? Tới đón em nha. Rồi, anh tới liền đây. Sau khi nhận được cuộc gọi từ cô gái ấy, Jim phấn khích lái xe rời đi. Thì ra là Jim đang hẹn hò với bồ nhí, nhưng cảnh tượng này đã bị Emma và búp bê bắt gặp. Jim. Sao anh dám phản bội tôi hả? Emma, bình tĩnh lại. Emma, bình tĩnh lại đi em. Mẹ ơi, vô nhà hỏng bạo đấy mẹ. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Bình tĩnh, nghe anh nói đã. Tên khốn này, dám lừa dối tôi hả? Jim, tôi không ngờ anh là người tệ bạc như vậy. Ly hôn đi. Emma, anh sai rồi. Em cho anh một cơ hội đi em mà.
mắc cỡ đi ha. Đủ mẹ lắm rồi mà. Đủ lắm. Mẹ ơi, mẹ ơi, tha lỗi cho ba nha mà mẹ. Vậy con Binh đúng không? Đi về. Emma, Emma, tha lỗi cho anh đi mà. Emma, đừng đi mà. Emma, đừng. Emma, anh xin lỗi mà. Emma. Em ơi. Cút khỏi đây đi, đừng phản bội. Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi mà. Mẹ ơi, mẹ. Emma. Bà có lỗi với mẹ con. Búp bê nhìn thấy bà đau khổ vô cùng tội nghiệp liền nghĩ ra cách để giúp ba. Ba, tôi có cách giúp ba rồi. Hả? Cách gì? Hả? Ba đi chuẩn bị liền. Hả? Ba cảm ơn con gái. Ba đi đây. Dạ. Bye bye ba. Kế hoạch của búp bê là gì? Và liệu rằng cách này có giúp Emma tha thứ cho Dream hay không? Bắt đầu được rồi ba. Hả? Oh. Ok. Tối hôm đó, Dream trở lại ngôi nhà của mình, phối hợp với búp bê thực hiện kế hoạch chuộc lỗi với Emma. Sau khi bài trí xong bàn tiệc nhỏ, Dream cười hy vọng, tưởng tượng ra một viễn cảnh hoàn hảo. Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nha. Em đồng ý. Yeah. Ba xong rồi nha. Mẹ ơi, hay là mẹ con mình ra ban công hóng gió nha. Đi mẹ. Emma cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy khung cảnh trang trí lãng mạn trước mắt. Không gian tràn ngập ánh nến, hoa và bong bóng. Mọi thứ cứ y như là một giấc mơ vậy đó. Emma, dù có chút động lòng, nhưng nhớ lại cảnh Dream đã phản bội mình, liền thay đổi thái độ ngay lập tức. Cút đi, tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu, được phản bội. Ơi, ba có sao ba? Cút đi. Mẹ, đừng có đuổi ba đi mà mẹ. Cút đi, cút khỏi nhà tôi.
rồi. Anh đi. Jim nhìn Emma với ánh mắt tuyệt vọng, rưng rưng nước mắt và méo máu rồi đi. Em ơi, em có sao không? Mẹ sắp đẻ rồi. Để con gọi cấp cứu nha. Con ơi, nhanh lên con. Điện thoại con hết pin rồi. Hả? Để anh đưa em tới bệnh viện nha. Cố lên em, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ba ơi, chân ba bị thương rồi kìa. Hả? Ba không sao đâu, không cần lo cho ba. Mình đi thôi. Mặc dù chân của Jim đã bị thương, những lúc này trong đầu của Jim chỉ nghĩ tới việc làm sao đưa Emma tới bệnh viện kịp thời. Đứng lên Emma. Bên ngoài trời mưa như trút nước, sấm chớp vang rền, nhưng Jim và Búp Bê không dừng lại. Trong ánh mắt anh giờ đây chỉ có sự quyết tâm và tình yêu thương dành cho gia đình. Cố gắng lên em, anh đưa em tới bệnh viện. Cô tỉnh rồi hả? May mà cô được đưa đến đây kịp đó. Chúc mừng gia đình nha. Dạ cảm ơn chị. Em cưng quá mẹ ơi. Khi nhìn thấy Emma và đứa con đã bình an chào đời, Jim ngượng ngùng rơm rớm nước mắt định rời đi, như một cánh tay đã níu kéo anh lại, cho anh thêm một tia hy vọng. Em tha lỗi cho anh, ở lại với em và các con nha. Thiệt hả? Anh hứa từ nay anh sẽ chăm sóc tốt cho cả ba mẹ con. Sau khi trải qua bao nhiêu khó khăn và thử thách, cuối cùng gia đình họ đã đoàn tụ vui vẻ. Wow, dễ thương quá đi. Trời ơi, dễ thương quá. Wow, thần tượng của mình. Búp bê với một ngoại hình không mấy xinh đẹp đang cố gắng trước những màn nhảy vô cùng điêu luyện như thần tượng của mình. Nhưng không may, một tai nạn đã bất ngờ xảy ra. Đau. Ôi không, cổ chân của búp bê đã bị sưng đỏ rồi kìa. Lúc này búp bê chỉ biết la hét vì quá đau đớn. Im lặng đi. Nghỉ ngơi, không có được tập luyện nữa nghe chưa. Búp bê nằm ủ rũ trên giường, cảm giác chán nản và cô đơn bao trùm lấy cô bé. Chán quá. Cẩn thận nha, cái chân kia, cái chân kia. Chụp cái hình cái coi. Ra sửa đi nè. Bên kia là thần tượng của mình đúng không ta? Rồi ăn xong cho chiến sinh di ký nha con. Wow, thần tượng của mình đây rồi. Mày bị chú bút dài cho liền. Má điện ăn xíu nè. Ước gì mình cũng được làm người nổi tiếng à. Vừa
vừa dứt lời, một luồng sáng lấp lánh tỏa ra bao trùm lấy búp bê. Khi luồng sáng biến mất, búp bê thấy mình đang mặc một bộ trang phục cổ động viên vô cùng xinh đẹp, rực rỡ. Đó, mình có fan rồi. Ôi trời, để mình quá đau rồi. Ê, 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 búp bê, tới giờ quay quảng cáo cho chương trình sắp tới rồi. Đi thôi, trễ rồi. Đi thôi, nhanh lên. Wow, thiệt hả chú? Trời ơi, đi. Ủa, gì vậy? Tôi chưa chụp hình mà. Ủa, chưa chụp hình luôn. Ủa, búp bê. Chạy búp bê ra đây. Chưa chụp hình mà. Được rồi, bắt đầu thôi. Rồi, để chị trang điểm cho nha. Xong như vậy, nhanh lên. Dạ rồi, ok, xong rồi. Dạ, xong rồi. Xem ơi. Coi kìa. Trời ơi, ngồi đó làm gì nữa, tạo dáng đi. Đâu được, con bị đau chân mà. Trời ơi, nói gì? Đứng dậy lại lên. Khoan lại. Dạ, tới liền. Từ. Đứng dậy. Dậy lên. Được rồi, tạo dáng giống như hình này nha. Trời ơi, không phải cái chân đó. Cái chân kia. Nhanh lên. Nhanh lên đi, tới giờ ăn rồi. Đưa cao lên. Cao nữa. Đứng lên tôi làm gì vậy? Làm gì vậy? Rồi đưa cái chân lên nha. Không có được đâu. Coi cười lên. Cười lên. Đúng rồi. Trời ơi, cái gì nữa vậy? Làm lại. Chắc cô điên quá. Ê, được à. Rồi được rồi, giờ nhảy theo video nha. Búp bê nhanh chóng nhận ra rằng cuộc sống của người nổi tiếng không hề dễ dàng một chút nào. Cô bé không có được sự tự do như trước đây. Búp bê buộc phải tham gia tất cả các hoạt động quảng cáo, biểu diễn và chụp ảnh liên tục. Lẹ đi. Bật cái mình. Này nhìn được không? Ô, được nè. Ê, nữa hả? Ủa, rốt cuộc có phải là hoạt động viên chuyên nghiệp không vậy? Bình tĩnh. Làm bài đi. Chán nhỏ thiệt chứ. Hả? Gì vậy? Hãy bình tĩnh xíu ơi, bình tĩnh, con em sửa liền. Cái gì vậy? Lợi dụng tất cả mọi người không để ý, búp bê đã tìm cách thoát khỏi nơi này. Rồi, giờ mình làm được đâu diễn ơi.
Hả? Nó chạy kìa, bắt nó lại. Đừng lại, đứng lại, đứng lại đó. Bé kìa, bé kìa, bé. Hết đi. Chưa làm gì xong mà chạy đi đâu à? Không, tôi không có làm nữa đâu, không có làm đâu. Vô chụp hình tiếp nè. Đi. Chạy đâu rồi? Không, không, không đâu. Không có muốn làm. Không có làm nữa. Búp bê tỉnh dậy khỏi giấc mơ và nhận ra rằng mình vẫn là một hoạt náo viên bình thường với những ước mơ giản dị. Không có gì hết, không có gì đâu. Thôi ăn miếng nè. Hên quá, chỉ là mơ thôi. Làm người bình thường là tuyệt vời nhất. Điểm A cộng cho bà Linh Cha và cô Thu Phong Thắng như vậy thôi mẹ. Chắc là mẹ sẽ vui lắm đây, mình với mẹ sẽ cùng đi công viên. Cô nghĩ đó là rất ngọt ngào và hạnh phúc khi nhìn thấy thành quả tuyệt vời của con gái bà. Tuy nhiên, mọi việc lại không như búp bê kỳ vọng. Mẹ ơi, con được điểm A cộng rồi nè. Mẹ con mình đi công viên chơi nha. Alo. Dạ, tôi nghe. Mẹ. Rồi, được rồi, tôi tới liền. Trái ngược lại với sự mong đợi của búp bê, mẹ của cô chỉ chăm chăm vào công việc mà chẳng đái hoài gì tới con gái. Búp bê, con ở nhà nha, mẹ phải đi làm rồi. Mẹ, con đã, mẹ nói đi công viên chơi mà. Mẹ phải đi kiếm tiền rồi. Nhà còn bao việc chơi cái gì chứ. Tránh ra đi. Mình sẽ đi làm kiếm tiền mua một ngày của mẹ. Mình đi công viên chơi nha. Dạ.
Một tên giang hồ đi ngang qua và hắn liền có một ý nghĩ xấu xa. Đẹo quá, đẹo quá, mọi người ơi, ghé lựa mọi người ơi. Sao sập sàn nè, sao đây? Xe nó đẹp quá trời, năm đô quá à, năm đô. À, tiền. Nhận thứ này là của tao. Không được, trả tiền cho tôi. Cái con nhỏ đây kia này. Con ngoan cố này, tao sẽ cho mày biết tay. Hoàn toàn trái ngược. Búp bê, con làm cái gì mà người con lấm lem như vậy hả? Đi lên lầu tắm ngay cho mẹ. Nhưng mà con cái gì, gấp lắm hả? Được rồi, tôi tới ngay. Búp bê, con ở nhà tự lo đi. Bây giờ mày phải đi làm rồi. Mẹ. Buồn bã vì bị mẹ hiểu lầm, búp bê cũng không hề bỏ cuộc. Cô lại nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch khác để kiếm tiền. Ủa, gì vậy nè?
Con tôi sao rồi bác sĩ? Cháu nó bị suy nhược do làm việc quá nhiều. Cô đừng lo, cháu sẽ mà khỏe là thôi ha. Dạ tôi cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Búp bê, búp bê, búp bê. Mẹ ơi, con muốn mua một ngày của mẹ được không? Làm như vậy con muốn kiếm tiền để được đi chơi với mẹ thôi. Alo, alo. Con làm cái gì mà người con lấm leo như vậy hả? Búp bê, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho con. Chờ con hết bệnh rồi, mẹ con mình đi chơi nha. Dạ. Mẹ của búp bê cuối cùng cũng đã nhận ra được sự vô tâm của mình, và cả hai mẹ con cùng sống hòa thuận, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau. Suzy và Barbie cùng hẹn nhau vẽ nhân vật yêu thích của mình. Khi họ đang châm chước tô màu thì từ xa một âm thanh vang đến thu hút sự chú ý của cả ba cô gái. Các bạn ơi, hãy tham gia cuộc thi chọn trang điểm theo màu và theo nhân vật yêu thích để nhận được chiếc cúp vinh dự từ chương trình. Yeah, mình sẽ trở thành nàng tiên gái và chiến thắng. Mơ đi, mình mới là người chiến thắng. Màu đen của bên xây mới chiến thắng. Màu hồng Annie của mình mới là người chiến thắng. Bạn thân, nhưng ai cũng có khát khao chiến thắng quá lớn, vậy nên họ không ngần ngại tranh giành ẩu đả với nhau. Các cậu cứ chờ đó mà coi. Con chọn màu xanh dương. Ok. Màu đen. Ok ok. Con chọn màu hồng. Ok. Thôi. Các con hãy theo cô để vào cuộc thi nha. Chào mừng các bạn đã đến với cuộc thi. Và cuộc thi sẽ được phép bắt đầu. Khi đồng hồ vừa bắt đầu đếm ngược, cả ba cô gái liền quay về chỗ của mình và chuẩn bị cho cuộc thi. Và bước đầu tiên đó chính là làm tóc và trang điểm theo tông màu của nhân vật mình đã chọn. Suzy chọn Wednesday Addams với phong cách huyền bí và ma mị, vậy nên tông màu chủ đạo của cô chính là màu đen. Trong khi đó, búp bê chọn nàng tiên cá có vẻ đẹp trong trẻo và tươi mát, giống như là nước biển xanh ngát.
Và cuối cùng, Barbie chở Enid với vẻ ngoài tươi vui và ngọt ngào. Và màu hồng chính là tông màu phù hợp nhất để làm nổi bật lên nét nữ tính của nhân vật đó. Sau khi đã hoàn thành phần làm tóc và trang điểm, các cô gái bắt tay vào thiết kế trang phục cho riêng mình. Và đương nhiên, họ không thể quên được những phụ kiện độc đáo khiến cho bộ trang phục thêm phần nổi bật. Gái đều đã hoàn thành màn hóa trang của mình. Ai trông cũng thật là xinh đẹp. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Barbie và Suzy, búp bê liền cảm thấy vô cùng ghen tị. Vậy nên, cô liền nghĩ ra kế hoạch để phá đám bạn mình. Mình không thể nào để hai đứa nó thắng mình được. Bỏ qua những hiểu lầm và bắt tay vào giúp đỡ nhau để hoàn thành bộ trang phục.
sao tụi con đẹp quá vậy? Và bây giờ người chiến thắng chính là là cả ba bạn. Chọn quân của tụi con ơi. Mình xin lỗi vì đã phá hỏng đồ của các cậu. Mình cũng xin lỗi vì đã không tôn trọng sở thích của các cậu. Không sao đâu, chúng mình là bạn mà. Cuối cùng, cả ba cô gái đã học được bài học về sự đoàn kết. Và họ lại trở thành những người bạn thân như trước kia. Búp bê, con nhà nghèo. Mẹ. Và một buổi chiều nắng gắt, búp bê, một cô bé con nhà nghèo đang mặc một bộ đồ rách rưới và dơ bẩn. Cô ấy đang lục lọi trong đống rác, tìm kiếm những chai nhựa còn sót lại rút nước để cứu cánh cho cổ họng đang khô khát nước của mình. Wow! Không chần chừ, búp bê vội chạy đến gốc cây, quăng thẳng chiếc dép bay lên, va vào buồng dừa làm nó rung lắc dữ dội. Chiếc dép không dừng lại ở đó mà dội ngược lại, bay thẳng vào đầu búp bê. Tuy nhiên, ngay sau đó, buông dừa rung lắc rồi rơi thẳng xuống chân của búp bê. Sau cú ngã đau đớn từ buông dừa, búp bê với cái chân sưng đỏ chống gậy đến phòng khám. Bác sĩ ơi. Hả? Hả? Bác sĩ, khám giùm con cái chân nhé. Qua bên kia. Nhìn theo hướng bác sĩ đã ra hiệu, đôi mắt búp bê sáng lên, vẻ mừng rỡ và thích thú. Trước mắt búp bê là hai chiếc giường bệnh vô cùng sáng trọng. Búp bê mừng rơn, vội vàng tiến tới và ngồi xuống. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng tan biến khi bác sĩ đến, hất ra một cái búa gõ mạnh vào chân cô bé. Đã nói là qua bên kia mà. Dạ. Ôi, đứng lên con. Đi đi. Bác sĩ lạnh lùng chỉ tay về phía giường dành cho người nghèo. Búp bê quay đầu nhìn, một chiếc giường làm bằng tre, trải bằng bao bố, gối làm từ thùng gạch tông, tất tần tật toàn là những đồ vật cũ kỹ. Bỗng một ánh vàng chói chang chiếu vào mặt bác sĩ và búp bê. Cả hai tò mò nhìn về phía ánh sáng đó. Suzy, con nhà giàu. Cảm ơn tiểu thư. Bác sĩ và búp bê nhìn Suzy với vẻ trầm trồ xuất xoa trước sự giàu có. Khi nhìn thấy búp bê nghèo khổ, Suzy tỏ ra khinh bỉ, lạnh lùng, khiến cho búp bê buồn bã và tủi thân. Bỗng, cả ba người hắng hốc mồm khi nhìn thấy Barbie được một robot hoàng vàng đẩy trên một chiếc ngai vàng hoàng gia. Cảnh tượng hoành tráng và sự giàu có của Barbie khiến cho cả búp bê, bác sĩ và cả Suzy đều cảm thấy ngỡ ngàng và choáng ngợp. Trời ơi, cảm ơn tiểu thơ. Cậu đẹp và sáng trọng quá à, đâu phải như ai kia. Dạ, để tôi khám cho tiểu thơ Barbie trước nha. Con tới trước mà, khám cho con trước đi bác sĩ. Hả? Im coi. Sự phân biệt giàu nghèo không chỉ dừng lại ở ánh nhìn và thái độ,
Khi đến giờ khám bệnh, sự khác biệt càng trở nên rõ rệt. Wow. Bobby được ưu tiên khám bệnh nhanh nhất, được sử dụng máy móc và công nghệ vô cùng hiện đại. Tốt lắm. Tôi cảm ơn. Bác sĩ, con đau quá. Bác sĩ. Hả? Hả? Tôi tới liền. Làm sao vậy trời? Chờ tôi 2 giây. Susie cũng được bác sĩ thăm khám một cách kỹ càng. Để tôi. Để tôi. Chuyện này không thể chờ. Dạ cảm ơn cô. Bác sĩ, khám chân cho con nhé, con đau quá à. Trong khi đó, búp bê phải chờ hàng giờ đồng hồ và chỉ được khám một cách qua loa. Không đi. Đau quá, chạy bác sĩ. Dạ. Trong bữa ăn, sự khinh thường càng trở nên rõ rệt hơn. Dạ của cô đây. Cảm ơn cô. Chỉ trong phút chốc, Susie đã có một đĩa thức ăn vô cùng đắt đỏ và ngon miệng. Trầm trồ khi nhìn thấy thực đơn phong phú và thượng hạng của Bobby. Sự giàu có của họ thì chỉ biết thèm thuồng nhỏ dãi. Để tự tìm niềm vui cho mình và hạ nhục búp bê, Bobby đã bấm nút điều khiển robot tới chọc phá cô nàng tội nghiệp. Cá
robot điên cuồng lao vào đập phá, tấn công búp bê dữ dội. Thực sự hạ gục được robot, giữ an toàn cho tất cả mọi người. Hai người có sao không? Mình không sao. Mình xin lỗi vì đã quá thương cậu nha. Không có gì đâu, mọi người an toàn là tốt rồi. Từ giờ mình là bạn nha. Từ đó, ba cô gái trở thành những người bạn thân thiết, luôn giúp đỡ và sẻ chia cùng nhau. Gia đình Lily có một buổi dã ngoại tại công viên. Có rất nhiều người cũng đang vui chơi và thư giãn ở đó. Khi Lily đang ca hát cùng ba mẹ, một đám đông chạy qua khiến họ hoảng hốt. Có sao không con? Hả? Thì ra đó là một buổi trình diễn nhạc rock cuồng nhiệt. Gia đình mình chơi nhạc rock nha. Ok. Yeah. Lily và ba mẹ cũng trình diễn một bản nhạc rock sôi động. Nhưng thứ âm nhạc của họ chỉ khiến cho người nghe đau đầu. I think I wanna leave you.
Giọng hát khủng khiếp của Lily đã làm gián đoạn buổi trình diễn nhạc rock. Trời ơi, làm gì trời, làm gì coi sao được. Im lặng giùm cái đi, im lặng. Những người hâm mộ vô cùng tức giận, họ ném rau củ và trái cây vào Lily và ba mẹ cô ấy. Rồi con lâm mau nữa. Ném đi. Ném đi. Hát hả? Im lặng. Nè, điên rồi. Im lặng giùm con đi. Búp bê, vô lều đi con. Biết thân phận im hay chưa? Thôi, cài nó đi. Đi coi thần tượng tiếp. Đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Vì gia đình mình là gia đình nhạc rock nổi tiếng. Sau sự cố, Lily buồn bã và nói lên điều ước của cô ấy. Búp bê, búp bê, búp bê, búp bê. Sao hay quá à? Tuyệt vời quá búp bê. Nữa đây, búp bê. Không lẽ gia đình mình trở thành ban nhạc rock nổi tiếng thật rồi sao? Quá đã luôn. Và bây giờ sẽ là màn trình diễn đặc biệt của gia đình chúng tôi. Let's go. Không ngờ điều ước đã trở thành sự thật. Lần này, buổi trình diễn của Lily được rất nhiều người hâm mộ hưởng ứng. Một chiếc ô tô xuất hiện, anh ta chính là quản lý của ban nhạc. Wow, quá đã, phải vậy chứ. Nước sôi, nước sôi, nước sôi. Cho qua, cho qua, cho qua. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cả nhà mình ơi, theo tôi nha. Cảm ơn, hẹn gặp lại nha. Lily và ba mẹ phải tuân thủ một lịch trình biểu diễn dày đặc. Yeah, đây là lịch trình biểu diễn của gia đình mình. Và bây giờ, gia đình chúng ta sẽ đi lưu diễn toàn thế giới. Hả? Lưu diễn vòng quanh thế giới sao? Đã quá. Đúng rồi. Ê, 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 nhanh, 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 nhanh lên, nhanh lên. Vô, vô xe, nhanh lên, nhanh, 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 nhanh. Lệ lên, lệ lên. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nha, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ê, khoan, chờ tôi chưa có lên mà. Gia đình rocker nổi tiếng có những buổi biểu diễn vòng quanh thế giới. Họ có một lượng người hâm mộ rất lớn ở khắp nơi. Và tất nhiên, Lily rất hạnh phúc vì được nhiều người yêu mến. Bye bye. Bye bye. Danh tiếng của gia đình họ ngày càng vang xa, từ châu Âu cho tới châu Á. Hay quá mọi người nhìn kìa. Trời quá tuyệt vời luôn. Hay quá.
Quá đẹp, hay quá, diễn hay quá em ơi. Thậm chí họ còn biểu diễn trong mọi điều kiện thời tiết. Vì vậy, sức khỏe bị ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi. Cổ họng của Lily ngày càng sưng đỏ hơn. Và Lily đã bị ốm nặng, không thể tiếp tục trình diễn. Ê vô, sắp tới giờ biểu diễn rồi, mau ra thôi. Hey! Búp bê! Đi nào! Búp bê, đi thôi con. Ba mẹ ơi, con bị viêm họng rồi, đau quá. Đâu được, phải ra diễn chứ con. Nhanh lên. Thế nhưng buổi trình diễn cũng sắp bắt đầu rồi. Ba mẹ ơi, con hát không nổi đâu. Ba mẹ ơi. Và bây giờ là phần trình diễn của gia đình siêu sao nhạc rock, gia đình Búp Bê. Ba mẹ ơi, con không có hát được, cổ họng con đau lắm. Không có nói nhiều, tập trung mà hát cho hay đi. Búp bê, hát đi con. Lily đã không còn sức lực, nhưng ba mẹ vẫn buộc cô ấy trình diễn. Búp bê, hát đi con. Quẩy đi, quẩy đi, lên đi, lên đi. Sao vậy, hát đi chứ. Lần sau. Búp bê, hát đi con. Hát đi. Ủa cái gì vậy, tới đây nghe hát mà làm gì vậy trời. Làm kỳ cục vậy. Lẹ lên. Búp bê, hát đi con. Trời ơi, xuống đi. Cái gì không vậy? Xuống đây. Diễn cái gì vậy trời? Có diễn không? Xuống đây. Không diễn dở quá. Xuống đây. Diễn cái gì đây vậy trời? Hát cái gì á? Về tôi nghe radio còn hay hơn. Xuống đây. Diễn cái gì vậy trời? Trời ơi, xuống đi. Biết diễn không vậy? Diễn cái gì vậy trời? Xuống đi, xuống đi. Đi xuống giùm cái đây. Xuống đây. Ba, mẹ. Lừa đảo hả? Lừa đảo hả? Lên! Buổi trình diễn thất bại, Lily và ba mẹ bị người hâm mộ chửi bới và trách móc. Con có tiền, con có dự mà. Trả vẻ cho tôi đây. Lừa đảo, trả tiền lại đây. Trả tiền. Mày tới có chuyện với tao. Mày không thốt được đâu con gái. Thả tôi ra. Mọi gì mà la dữ vậy gái? Ba, mẹ. Hả? Lily tỉnh dậy, thì ra tất cả chỉ là mơ. Thì ra chỉ là giấc mơ. Con yêu ba mẹ. Con không muốn làm gia đình nhạc rock nữa. Con chỉ muốn gia đình của mình thành là hạnh phúc thôi. Giờ đây, Lily cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình.
Sau giờ học, ba bạn nhỏ, búp bê Sarah và Susie đang háo hức bàn về chủ đề những công chúa xinh đẹp. Còn Mai thì cậu ấy đang chìm đắm trong thế giới game ảo của riêng mình. Hay là đến nhà mình chơi hóa trang công chúa đi. Ý hay á, tụi mình đi thôi. Nói rồi, cả bốn háo hức kéo về nhà búp bê để chuẩn bị. Và dĩ nhiên, Mike, một cậu con trai, làm sao có thể hiểu được những gì mà tụi con gái đang mong muốn được chứ? Chờ mình xíu nha. Búp bê hấn hở mở tủ quần áo và lấy ra ba bộ váy công chúa thật đẹp. Của cậu nè. Mình sẽ hóa trang thành nữ hoàng băng giá Elsa. Còn mình sẽ là Đỏ Liên. Ba cô bé hấn hở ướm thử những bộ váy tuyệt đẹp vào người. Họ thích thú chơi đùa, cười giỡn và nhảy nhót vui vẻ cùng nhau. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Từ chiều cho đến đêm, tới lúc này họ vẫn vui vẻ nhảy nhót cùng nhau cho tới khi phát hiện ra bên ngoài trời đã mưa rất to rồi. Tiếng sấm chớp ầm ầm vang lên, cả ba cô bé giật mình, nhìn ra cửa sổ với vẻ hoang mang và hốt hoảng. Cái cậu ơi, ngoài trời mưa to quá à. Đúng rồi á, làm sao mà về nhà được đây? À, hay là các cậu ở lại đây đi, rồi chúng ta sẽ tổ chức tiệc ngủ công chúa, được không? Ý hay đó. Trong khi cả ba cô gái kia lại đang chuẩn bị cho một kế hoạch mới thì Mike, cậu ta vẫn đang chìm trong thế giới game, vẫn chưa thể nào thoát ra được cho tới khi máy chơi game báo đã hết pin. Trái ngược với vẻ chán chường của Mike, cả ba cô gái đang tất bật háo hức chuẩn bị cho bữa tiệc ngủ công chúa của mình. Phòng được trang trí theo phong cách công chúa hoàng gia, lung linh và lấp lánh, đầy ắp những gấu bông xinh xắn, những bản nhạc nhẹ nhàng cũng được chuẩn bị, và bàn tiệc thì đầy ắp những đồ ăn tỏa hương thơm phức. Bắt đầu bữa tiệc thôi. Ba cô gái bắt đầu mở nhạc và khiêu vũ một cách vui vẻ. Chợt những nốt nhạc từ trên lầu bay đến tai của Mike. Cậu khựng lại, lắng nghe tiếng nhạc cùng những tiếng cười đùa phát ra từ trên lầu. Tò mò, cậu lần theo những nốt nhạc đến để kiểm chứng chuyện gì đang xảy ra. Vui quá dạ. Nhìn thấy các bạn mặc đồ công chúa nhảy nhót cười đùa vui vẻ, Mày liền ngay lập tức biến hình thành một hoàng tử, háo hức chỉnh lại vương miện rồi phấn khích xông vào phòng. Cậu chen vào giữa ba bạn gái đang nhảy nhót cười đùa. Bằng những động tác tự chế, cậu thoải mái múa may một cách quay cuồng trước sự ngỡ ngàng của ba bạn. À, bánh quy. Ba cô bé đang nhảy vui liền khựng lại, nhìn Mai đang nhai nhồm nhoàm và nhảy nhót. Nhưng lúc này cô ta đang bận ăn uống, làm gì có thời gian để ý tới cảm nhận của ba cô bé kia chứ. Thấy cái gì không? Ủa?
mà. Không có nhiều cơ hội để giải thích, Mai liền ngay lập tức bị ba của bạn ném ra ngoài. Năn nỉ luôn á, cho anh chơi cùng đi mà. Không. Mấy đứa ơi. Em thay đổi suy nghĩ rồi hả? Mơ đi. Ôi, thật tội nghiệp cho Mike. Cậu đã hoàn toàn bị các bạn gái cấm túc vào bên trong. Chớt, mày nảy ra một ý tưởng. Cậu ngay lập tức chạy về phòng mình và tìm lục trong tủ đồ. Cậu tìm thấy một bộ đồ tiên cá và nảy ra kế hoạch đột nhập trở lại vào căn phòng của các bạn. Cậu hắn hở ướm thử bộ đồ tiên cá, gật gù hài lòng. Sau đó, cậu chọn lấy một đầu tóc giả, cài tóc sao biển và đeo những trang sức vỏ sò. Bây giờ thì đã ra dáng một nàng tiên cá rồi nè. Ba cô gái vẫn đang còn vui vẻ tiếp tục nhảy múa và ăn uống. Bỗng nhiên cửa phòng lại mở ra và một nàng tiên cá tiến vào. Nàng tiên cá. Hello mấy cậu nha, cho mình chơi chung nha. Cậu là ai vậy? Mình là hàng xóm á. Mẹ mình bảo mình qua chơi hóa trang công chúa với mấy cậu á. Ok, vậy cậu vô chơi với bọn mình đi. Dù ba cô gái với tinh thần cảnh giác cao độ, nhưng dường như họ đã quên đi những mánh khóe mà Mai đã làm trước đây. Vui vẻ mời Mai cùng nhập tiệc chung với họ. Cảm ơn mấy cậu vì đã cho mình chơi chung nha. Nhạc nổi lên rần rần sôi động, ba bé gái bắt đầu nhún nhảy tưng bừng khuỷu thật sung. Mai cũng không ngoại lệ, cậu hấn hở nhảy theo, uốn éo múa may một cách khoái cuồng. Cho tới khi những trang sức, bộ tóc giả và bộ đồ trên người của cậu rớt ra ngoài. Và cũng chính vì vậy mà âm mưu của cậu đã bị bại lộ. Lại là anh hả? Mike! Đi! Vậy là Mike lại một lần nữa bị các bạn ném ra ngoài. Lần này các bạn lại còn dùng hàng rào không cho Mike đột nhập vào bên trong. Được rồi, tụi em sẽ phải hối hận. Vẫn chưa chịu từ bỏ, Mai lại tiếp tục nảy ra một ý tưởng táo bạo hơn. Với hình hài đáng sợ này,
Mai dự định sẽ làm gì đây? Đi ngủ thôi mấy cậu. Khi cả ba cô gái chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Mai lại bắt đầu ra tay hành động. Cậu ném bom khói vào hàng rào khiến từng thanh chắn ngã đổ. Mai tiếp tục ném thêm đống bom khác làm cho cửa bị bung ra. Trong bộ đồ của phù thủy, Mai cười man rợ, nước chổi bay vào phòng. Lúc này, đèn trong phòng bỗng tắt ngụm. Sự xuất hiện của phù thủy cùng không khí đáng sợ kia làm cho ba cô bé hoảng sợ hét toáng lên. Ba cô gái la làng, sợ hãi chạy trốn. Còn Mai cười man dại, lướt đến đâu thì phong chổi đập phá, quét đổ đồ rơi vỡ tan nát đến đó. Này, cả ba cô gái đã vô cùng hoảng sợ lùi về sau thì vô tình đụng tay vào công tắc đèn làm cho đèn bật sáng. Mai giật mình mất đà và té khỏi xe cân bằng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như lúc này cả ba cô gái đã phát giác ra một điều gì. Ba cô gái tức giận bắt đầu lao vào tấn công một phù thủy kia. Chém anh! Chưa chịu dừng lại, họ còn ném một số nước bẩn vào người của Mike. Búp bê còn dùng cái hút bồn cầu và mặt nạ của một phù thủy hút mạnh và kéo ra. Và tới lúc này, khuôn mặt đằng sau bộ dạng phù thủy kia chính là Mike. Bạn nghe vậy liền thay đổi thái độ, có vẻ tội nghiệp, ái ngại nhìn Mai. Còn Mai gạt nước mắt, ôm bàn tay bị thương bước đi. Anh đi đây. Anh Mike. Hay là anh ở lại chơi với tụi em nha. Thiệt không? Tụi em xin lỗi vì đã không cho anh chơi với tụi em. Anh cũng xin lỗi vì đã phá mấy đứa. Hay là mình cùng nhau dọn dẹp rồi chơi lại từ đầu đi. Nói rồi, cả bốn bạn bắt đầu lao vào cùng nhau dọn dẹp lại căn phòng. Bạn lại còn giúp Mai băng bó lại vết thương nữa kìa. Chỉ sau một lúc, toàn cảnh căn phòng đã xinh đẹp trở lại. Ai nấy cũng đều vui mừng. Yeah! Cùng bắt đầu buổi tiệc ngủ thôi nè. Đến
cung, họ đã cùng nhau trải qua những giây phút vô cùng vui vẻ mà có lẽ họ sẽ không bao giờ quên được.